Một phiên hồi phục nhẹ nhàng của VN Index và chúng ta đang bắt đầu nhìn thấy những tín hiệu tạo đáy của thị trường. Xin chào anh chị và các bạn Chào mừng anh chị và các bạn đã đến với video nhận định thị trường chứng khoán phiêu dịch ngày mùng 5 tháng 11 hôm nay của mình Dương lớn Nếu như đây là lần đầu tiên anh chị đến với channel của Dương lớn có thể để lại một like cũng như là subscribe để chúng ta có cơ hội gặp lại nhau ở trong những video nhận định thị trường tiếp theo Và ngoài ra mình cũng livestream vào lúc 4 giờ chiều từ 2, thứ hai thứ tư và thứ 6 các ngày trong tuần Phiêu giao dịch ngày hôm nay VN Index đóng cửa tăng nhẹ một điểm lên lại vùng 1.245 điểm với thanh khoản teo top chỉ đạt có 10.900 tỷ VN30 cũng tăng nhẹ 0,71 điểm lên lại 1.313 điểm với thanh khoản 5.500 tỷ. Chúng ta có thể thấy là thanh khoản trong phiên giao dịch ngày hôm nay đang gần như là biến mất và nó rất là rất là teo top trong cái bối cảnh là tâm lý nhà đầu tư cũng như là tâm lý của các cơ bao gồm cả bản thân mình đây đều trong cái bối cảnh gọi là rất là chán nản và rất là nản đúng không ạ? Tuy nhiên thì uh, những cái giai đoạn mà chúng ta chán nản nhất, những cái giai đoạn mà đa phần nhà đầu tư không tin vào thị trường nhất, lại là cái giai đoạn mà chúng ta có thể nhìn đáy, đáy rất dễ xuất hiện. Uh, trước khi chúng ta nói về những cái tín hiệu tạo đáy, thì chúng ta nhìn vào cái tin tức nóng hổi nhất ở thời điểm hiện tại, có lẽ là tất cả đều đang hướng về cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, đúng không ạ? Uh, giữa ông Donald Trump và bà Kamala Harris, thì uh, tính đến thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng nhìn qua được một vài các cái số liệu. Và các cái bang mà gọi là bang chiến sự đúng không ạ? Thì chúng ta tập trung vào một vài các cái bang sau à, Đây National thì ở thời điểm hiện tại thì bà Kamala Harris đang dẫn 1,2% Ở bang chiến sự Arizona thì ông Trump thắng 1,6% Ở Georgia ông Trump thắng 1,6% Michigan thì bà Harris thắng 1,8% à, Xem nào Nevada ông Trump thắng tiếp theo là chúng ta có đây Bắc Carolina Trump đã lật lật thế cờ và thắng tại đây uh, Wisconsin và Harris thắng ở đây Pennsylvania đây là một bang quan trọng nhất bên bang Pennsylvania với cái việc có 19 phiếu của các đại cử tri đây chắc chắn sẽ là bang quyết định xem ai sẽ là người đắc cử vị trí tổng thống trong cái nhiệm kỳ tới của Mỹ thế nên là chúng ta phải theo dõi cực kỳ cái cái bang này uh, thì ở thời điểm hiện tại đang là đang là trạng thái hòa đúng không ạ à xem nào ngoài ra bang chiến bang chiến địa còn có Ở đâu nhỉ? Xem nào. Đúng đúng rồi, đủ rồi. Đủ đủ các bang rồi. Bây giờ là Pennsylvania sẽ là bang bằng quyết định đấy. Nói chung là ai được 270 phiếu bầu các đại cử tri đầu tiên thì sẽ là người chiến thắng và cái bang Pennsylvania này sẽ luôn luôn gần như luôn luôn là cái bang quyết định xem ai sẽ là người đắc cử cho cái vị trí vị trí tổng thống trong khoảng thời gian tới. À, nếu như mà là ông donald trump thì chúng ta sẽ thấy là những cái chính sách liên quan đến những cái loại thuế quan rất là đắt đỏ cho các mặt hàng xuất nhập khẩu vào thị trường mỹ À, nó sẽ ảnh hưởng đến các cái thị trường xuất nhập khẩu trên toàn thế giới à, Còn bà Kamala Harris thì chúng ta sẽ thấy là những cái chính sách Liên quan đến xung đột sẽ tiếp tục được duy trì Sự không như ông Trump Ông Trump thì à, giữ vững lời hứa là sẽ cố gắng là chấm dứt chiến tranh Ngay sau khi ông ấy đắc cử vị trí Tổng thống Còn bà Kamala Harris thì khả năng cao Vẫn sẽ tiếp tục cái duy trì cái chủ trương và chính sách của ông thời, thời Biden nó rất là căng thẳng trên toàn thế giới Và nếu như mà ông Trump, ông Donald Trump mà đắc cử thì chúng ta sẽ nhìn thấy là ông ấy sẽ kích thích nền kinh tế, ông ấy sẽ tiếp tục thúc đẩy những cái hình gọi là, là 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 giảm thuế doanh nghiệp to, giảm thuế dành cho là giới tài phiệt. À, tuy nhiên thì với việc ông Donald Trump lên thì khả năng cao là sẽ có cái sự gọi là phân cách giàu nghèo rất là lớn, là ai giàu thì càng giàu, ai nghèo sẽ càng nghèo. Và nếu như ông Donald Trump lên thì chủ tịch cựu dự trữ liên bang Mỹ cũng nói là nếu như ông Trump đắc cử thì Fed khả năng cao sẽ hoãn cái việc hạ lãi suất trong những cái khoảng thời gian tới, tại vì họ sẽ lo sợ là lạm phát sẽ quay trở lại. Tại vì nếu như mà chúng ta kích thích nền kinh tế thì sẽ đồng nghĩa với cái việc là khả năng cao là phát sẽ quay trở lại thì đó thì chúng ta cũng sẽ hướng đến vào ngày mùng 7 tháng 11 có một cái tin tức cũng rất là quan trọng là Fed sẽ họp cái cuộc họp về lãi suất của mình bằng đêm ngay dạng sáng ngày mai chúng ta sẽ gần như là chúng mọi chuyện nó sẽ sáng tỏ chúng ta sẽ biết được là cái vị trí tổng thống là của ai là các bang sẽ dần lần lượt à, công bố cái số phiếu bầu của bang mình để chúng ta biết được cái tình hình chiến sự nó như thế nào à, xin lỗi tình hình chính trị nó như thế nào mọi người nhá ai sẽ là tổng thống đắc cử và không biết là mọi người sẽ nghiêng về uh, nghiêng về ai hơn nói chung là bây giờ là cái danh giới rất mong manh rồi chỉ cần ai thắng cái Pennsylvania phát là chắc chắn thắng kể cả là bây giờ bà Kamala Harris có đang dẫn hay hay không thì ông Donald Trump chỉ cần thắng cái bang Pennsylvania kia là chiến thắng thì không biết là mọi người nghiêng về uh, vị trí uh, ai lên là uh, làm tổng thống tiếp theo của Hoa Kỳ thì mọi người có thể lại để lại cái bình luận ở phía bên phía bên dưới phần comment mọi người nhé Ok, quay trở lại thị trường một chút thì uh, phiêu dịch ngày hôm nay tiếp tục chúng ta nhìn thấy nước ngoài vẫn tiếp tục bán ra rất là mạnh 8.500 tỷ bán Masan, bán Vinhome bán rất là nhiều đúng không ạ? À, nhà đầu tư tự doanh thì uh, hôm nay, à đây có số liệu rồi, bán ra 530 tỷ một cái số lượng bán rất là khủng bán MWG, bán 55, bán Khang Điền đúng không ạ? Và ngoài ra thì chúng ta nhìn vào cái số liệu của bên thị trường phái sinh thì nhà đầu tư nước ngoài vẫn chỉ cầm có 8.000 hợp đồng long thôi nhà đầu tư tự doanh vẫn cầm 23.900 hợp đồng sọt và quan điểm của mình là với cái việc là nhà đầu tư tự doanh họ cầm nhiều sọt như thế này thì khả năng rất là cao thị trường của chúng ta vẫn sẽ có những cái nhịp dập dìu quanh cái vùng 1.240 tại đây để cho những nhà đầu tư tự doanh họ xử lý cái đống sọt của mình và khi nhà đầu tư tự doanh xử lý đống sọt này họ long lại thì chúng ta sẽ nhìn thấy những cái nhịp phục hồi của thị trường và đó chắc chắn sẽ là cái tín hiệu tạo đáy thì ở thời điểm hiện tại mình chỉ đợi một cái điều kiện cuối cùng thôi là nhà đầu tư tự doanh đóng sọt mọi người nhá mình đang chờ nhà đầu tư tự doanh đóng sọt phát là xong tại vì cái dư địa long của nhà đầu tư nước ngoài rất nhiều và nhà đầu tư tự doanh thì họ đang chốt sọt đấy mình chỉ chờ cái tín hiệu đó mọi người nhá ok à, ngoài ra nữa thì nhìn về uh, trạng thái kỹ thuật của vn đấy, thì chúng ta có thể nhìn thấy rằng là nó đang bách test lại cái vùng 1240 là cái vùng đáy cũ gần nhất cái biên sideways đang được thiết lập đối với VN-Index và chúng ta đang có những cái cú nhúng xuống vùng 1.200 điểm. Hãy cùng nhìn qua những cái cú nhúng 1.200 điểm khoảng thời gian trước ở à đây phiên giao dịch ngày 5 tháng 8 nhúng à, xin lỗi lại nhúng 1.200 điểm à, nhúng ma 200 mọi người nhé. phiên trước nhúng ma 200 chúng ta cũng kéo lên chữ V à, phiên giao dịch ngày à, 19 tháng 4 cũng nhúng ma 200 cho chúng ta cũng kéo lên chữ V đó những cái đoạn mà chúng ta nhúng cái ma 200 cái đoạn này là thị trường đi khá là mạnh này đoạn này thị trường đi khá là nặng đó nhưng mà nhúng thanh xu hướng là chúng ta cũng kéo ngược trở lại bây giờ mà chúng ta nhúng thanh xu hướng là chúng ta hướng về đâu là hướng về cái vùng ở hai 220 cho đến 1210 điểm đó thì nếu như mà ở thời điểm hiện tại quan điểm của mình thì mặt kỹ thuật thì chúng ta hoàn toàn có thể hồi phục ở đây được rồi còn nếu như mặt sâu thì chúng ta đưa về 1220, mươi nhúng cái vùng thanh xu hướng này rồi kéo ngược lại kịch bản đó là cái bản rất là tiêu cực và mình không nghĩ kịch bản đó nó sẽ xảy ra. Con điều của mình là đáy ở quanh đây rồi. Mọi người nhé. chỉ còn những cái nhịp nhúng nhẹ nhàng nữa sắp tới thôi. Nhưng mà tỷ giá ở thời điểm hiện tại thì chúng ta đang đạt 25.460.000 đồng trên một đô, nó đã tăng nhẹ trở lại. À, tuy nhiên ý, theo những cái thông tin của mình thì khả năng rất là cao trong cái khoảng thời gian tới. À, với cái việc là chúng ta nhìn vào cái uh, lãi suất liên ngân hàng. Đây để mình mở cái lãi suất liên ngân hàng lên cho mọi người. Đấy là lãi suất ở bắt, bắt đầu có những cái tín hiệu tăng trở lại này. À, lãi suất tái cấp vốn này tăng lên 3,5%, tái chiết khấu vẫn giữ nguyên 3%. À, qua đêm thì cũng đang đang có cái tín hiệu dục dịch tăng trở lại mọi người nhá. Dục dịch tăng trở lại. Thì đò, có lẽ là đó là một trong những cái báo hiệu là cái tỷ giá của chúng ta đang đang trở lại cái đà tăng thì chúng ta cần phải quan sát. Nếu như mà tỷ giá của chúng ta vượt qua cái vùng 25.800 là cái đường vùng đỉnh cũ ấy, thì lúc này chúng ta sẽ cần phải cẩn thận rất là cần phải cẩn thận tại vì tỷ giá tăng cao như này thì nhà đầu tư nước ngoài họ sẽ quay trở lại bán tiếp và bán rất là mạnh mọi người nhé và đó nó cũng sẽ xác nhận luôn cái nhịp giảm của chúng ta nó sẽ kéo dài hơn một chút. OK à, rồi về cái vĩ mô thì chúng ta điểm qua như vậy thì chúng ta hãy cùng nhìn vào hai cái tín hiệu của thị của việc trị thường, thị trường tạo đáy mọi người nhé đầu tiên đó là cái nhóm bất động sản mọi người có thể nhìn thấy là cái nhóm bất động sản hôm nay con để giữ được cho mình cái sắc xanh rất là tốt và nó cái nhóm bất động sản này đã tạo đáy quanh cái ma 100 và nó đang phục hồi lên rồi nó đang phục hồi thị trường chúng ta nhìn thấy có hai cái trạng thái một là cái nhóm banh thì đang rơi đang điều chỉnh tạo chiết khấu đúng không ạ chúng ta có thể nhìn thấy Vietcombank rơi trở lại này VIB rơi trở lại này CTG rơi trở lại này đang rơi xuống đúng không nhìn rất là rõ ràng STB thì rất là khỏe ok không sao VPBank này rơi trở lại này à, Techcombank à, bắt đầu là là chui ra khỏi cái biên biên sideways up của mình rồi ACB cũng đang rơi xuống này đúng không ạ mới banh thì sao cũng đang rơi dần rơi dần bám dần bám dần rơi xuống Tiên Phong Bank cũng đang rơi đó trạng thái là banh là đang đang trong cái quá trình rơi tạo chiết khấu nhưng Nhìn qua cái nhóm khác, chúng ta có SI bắt đầu đi ngang quanh cái MA100 rồi nhá. Cái là giảm của nó không còn nhiều nữa. MBS là bắt đầu có những cái đà phục hồi, phục hồi quanh MA100 rồi, tức là nó đã rơi xong và nó đang dần cho ra cái tín hiệu phục hồi. VCI thì chưa có gì đâu. FTS này chạm MA200 bật lên đúng không ạ? Những cái tín hiệu phục hồi bắt đầu xuất hiện ở cái nhóm chứng khoán. Thứ hai nữa là cái nhóm thép HPG đúng không ạ? Phục hồi rất tốt so với thị trường Nam Kim cũng đang xanh điểm, Hoa Sen cũng đang xanh điểm. Đây là cái nhóm đã tạo đáy rồi. Thứ ba nữa là nhóm bất động sản này. Hà Đô này phục hồi ở M200. DG nói rồi đúng không ạ? À, cái gì ta? À, PDR này, Novaland này đang có những cái tín hiệu tạo đáy, đều đang có những cái tín hiệu tạo đáy. Con Novaland thì rất yếu thì mình không nói. PDR này nó tạo đáy quanh cái MA100 này. DG nó cũng đang có những cái nhịp hồi phục. À, HDC đúng không ạ? Về lại MA100 cũng hồi phục tại đây. À, thậm chí là Vinhome về lại MA200 đang có những cái nhịp vô phục phục tại đây thì chúng ta có thể nhìn thấy là cái trạng thái của thị trường ở thời điểm hiện tại ấy, thép bất động sản chứng khoán đang cho ra những cái nhịp tạo đáy và phục hồi trước so với cái nhóm banh nhóm banh vẫn đang còn những cái nhịp rơi tạo chiếc khấu thế nên cái kịch bản trong khoảng thời gian tới thì khả năng nếu như nhóm banh vẫn đạp tiếp thì những cái nhóm sẽ lao ra đối thị trường phải nói đến là những cái nhóm mid chứng khoán thép bất động sản mọi người nhé đó và khi mà ba cái nhóm này nó tạo đáy và nó phục hồi thì đây là cái tín hiệu phục hồi rất là tốt của thị trường tại vì nếu như mọi người để ý trong những cái đợt sập của thị trường ấy thì những cái nhóm mít cáp như là chứng khoán thép và bất động sản là những cái nhóm phục hồi đầu tiên nhóm banh sẽ là phải là cái pha sau À, thì ở thời điểm hiện tại thì quan điểm của mình nhóm banh cái dòng tiền đang chốt hoặc là cắt loss nhóm banh và đang dần luân chuyển sang cái nhóm bất động sản thép chứng khoán thì đây là những cái tín hiệu tạo đáy của thị trường đặc biệt là cái bọn chứng khoán này, cái bọn chứng khoán này cái bọn rất nhạy với thị trường nên là chúng ta nhìn những cái cổ phiếu chứng khoán chúng ta có thể để ý nó sẽ có những cái trạng thái rất là đồng pha và thậm chí là trước so với thị trường những cái giai đoạn tạo đáy nhá ví dụ mình lấy cái trường hợp con FTS một con có độ nhạy rất là cao so với VN -Dex. đây mình sẽ so sánh với VN -Dex. thì chúng ta có thể để ý cái giai đoạn trước đây cái giai đoạn mà con FTS này đúng không ạ? Nó tạo đáy và phiên dịch ngày mùng 2 tháng 8 hôm sau VN rút chân. Đúng không ạ? Đó, đây, cái giai đoạn này tạo đáy này, tạo đáy ngày 19 tháng 4 tăng mạnh hôm sau, VN cũng tạo thêm một đáy nữa tăng lên, đúng không ạ? Đây, cái đoạn này cũng vậy. À, đoạn này à nó tạo đáy sau, hồi Index hồi phục trước, hồi phục đồng pha với Index hay là cái giai đoạn này nữa, đúng không ạ? Đây, Index tạo đáy này sau đó tăng rất là mạnh những cái con chứng khoán này là những cái tín hiệu báo hiệu thị trường tạo đáy rất là rất là nhạy cảm và rất là rõ ràng mọi người nhé thế nên là cái quan điểm ở thời điểm hiện tại của mình là cái dòng tiền nó đã lân chuyển sang cái nhóm midcap thì chúng ta cũng mà đi theo dòng tiền đi cái nhóm banh ở thời điểm hiện tại thì quan điểm của mình nó nó vẫn còn kẹt và cái đà tăng của nó sẽ gặp nhiều cản mọi người nhé nên là trong khoảng thời gian tới chúng ta hãy tập trung vào cái nhóm midcap và những cái tín hiệu nó đã xuất hiện rồi chúng ta chỉ cần cái dòng tiền xác nhận nữa là ok chúng ta chỉ cần những cái phiên hồi phục và thanh khoản cải thiện là ok mọi người nhé đó đó là những cái tín hiệu mình chờ rất là nhiều người đang chờ kịch bản là chúng ta sẽ có những cái nhịp đạp rũ thành khoản lớn tạo cái sự hoảng loạn để rũ bỏ nốt những cái nhịp, nhịp cuối để kéo cho nó căng tuy nhiên ý, quan điểm của mình thì có rất là nhiều khoảng thời gian trước chúng ta không cần những cái cú quá sao như vậy thị trường không cần phải cú quá sao như vậy cũng có thể tự tự nó bỏ lên chỉ cần là nhà đầu tư đủ chắn nản nó, nó đi ngang cho đến cái mức mà chắn nản không chịu được nữa thì lúc đó nó bỏ lên cũng được nó không nhất thiết là chúng ta cần phải có cái cú WhatsApp sao mọi người nhé thậm chí cái cú này cũng cũng rũ được khá là khá nhỏ lẻ rồi trên cái đường giảm xuống này khá khá nhỏ lẻ đã bị rũ rồi thì con uh, đường của mình nhiều lúc là không cần cùng WhatsApp đâu mọi người nhé ok cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào những buổi livestream lúc 4 giờ chiều thứ hai thứ tư và thứ sáu các ngày trong tuần của mình chúc các bạn ngủ ngon và giao dịch thuận lợi vào ngày mai nhé